Tôi không ngờ bà thâm độc như vậy Hana. Đằng sau lưng ấy thì bà hãm hại bạn bè, tranh giành bồ bịch. Ông vì tôi mà bây giờ mọi người đều giận ông hết. Ông còn ra khỏi nhóm nữa. Ông đừng vì tôi mà làm liên lụy đến bản thân nữa. Thì chết tiệt. Để là sống chết tiệt. Mấy người đi chết hết đi. Tôi muốn bà kêu gọi tất cả mọi học viên trong trường này ngoài bỏ họ ra để chuyển sang trường Mimi. Không cần phải quá tức giận như vậy. Tôi có thể giúp bà lấy lại mọi thứ. Tụi tao là học sinh trường Mimi, muốn qua đây thách đấu với tụi mày thôi. Ý của mấy người là sao? Tao nói mà mày không hiểu hả? Sinh ra trên đời cha mẹ cho đôi bàn chân, bước vẫn cứ bước chắc có điều gì hối hận. Đã vài lần đặt tay mẹ dành vào nguyên sinh cuộc sống và thứ lên bàn cân, nhưng hết tôi còn sống là tôi còn viết và còn rap, nên tôi cũng chỉ đơn giản muốn cống hiến như là bao con người khác. Sống thật lặng lẽ, nuôi ước mơ thật nhỏ bé và mộc mạc, cống hiến cho đời trong từng câu thật chất phát ngồi làm nhạc. À, đã có lúc tôi chỉ phải dừng lại vì bao trận đấu kia, nhưng cuối cùng chẳng còn lại gì.